Tại tiệc cưới của Quang Hải và Chu Thanh Huyền diễn ra tại Hà Nội vừa qua đã có nhiều khoảnh khắc khiến khách mời lẫn cô dâu chú rể xúc động. Đặc biệt nhất có lẽ phải kể đến giây phút thề nguyện và thông báo đón bé rồng của cặp đôi. Chiều ngày 6 tháng 4, tiền vệ Quang Hải và Chu Thanh Huyền tổ chức đám cưới tại khách sạn sang trọng tại Hà Nội. Đây là buổi tiệc riêng tư với sự tham dự của khoảng 500 khách mời là huấn luyện viên, bạn bè và đồng nghiệp thân thiết của cô dâu chú rể. Một trong những tiết mục quan trọng nhất không thể thiếu trong tiệc cưới của Quang Hải và Chu Thanh Huyền tại khách sạn chính là màn đọc vow, lời thề nguyện trong đám cưới của cặp đôi. Quang Hải cho biết mình chỉ mất khoảng 15 giây để nghĩ lại những khoảnh khắc này nhưng vẫn ghi lại để đọc ở đây cho vợ và mọi người tất cả quá trình mà cả hai trải qua. Còn bản thân cô dâu cũng xúc động, rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Quang Hải tiết lộ rằng anh tỏ tình với Chu Thanh Huyền vào ngày 12 tháng 1 năm 2021. Hành động của tiền vệ này mang ý nghĩa đặc biệt. 3 năm trước anh tỏ tình em vào ngày 12 tháng 1 năm 2021 là hoàn toàn có chủ đích. Người bình thường nhìn vào sẽ chỉ thấy số 2, số 0, số 1. Nhưng đối với anh, Chu Thanh Huyền là một cô gái đặc biệt, cô gái có 102, Quang Hải nói. Trong khi đó, Chu Thanh Huyền nghẹn ngào chia sẻ, ngày hôm ấy, em ngồi nói chuyện và còn chẳng hiểu mình nói gì, nhưng lại được anh chú ý đến con người chẳng giống ai này. Chúng ta cùng nhau trải qua nhiều thử thách, những lúc anh xa nhà tập luyện tại Pháp, những lúc em gặp chuyện khó khăn. Nếu có ai có hỏi quyết định đúng đắn nhất cuộc đời em là gì, đó chắc chắn là quyết định làm vợ của anh. Người ta thường nói tâm đầu ý hợp nhưng tình yêu của chúng ta là hai cục nam châm trái cực hút nhau. Cô dâu xúc động khi nói về chồng, anh là người tình cảm, biết lắng nghe, kỷ luật, gọn gàng, làm gì cũng chu toàn cẩn thận. Còn em thì ngược lại, là cô gái bướng bỉnh thẳng thắn, cảm xúc, yêu ghét thể hiện ra ngoài. Em xin thêm một lần công khai với cả thế giới là em yêu anh. Tình yêu của chúng ta làm cho em càng chắc chắn rằng anh xứng đáng có thể bảo vệ em suốt cuộc đời. Hạnh phúc với em không chỉ đơn giản là tình yêu và cảm xúc của hai người, nó còn là sự tin tưởng và trách nhiệm với nhau, lòng biết ơn khi được đồng hành cùng nhau. Con cảm ơn bố mẹ đã sinh ra anh ấy, người hoàn hảo trong mắt con. Ngoài lời thề nguyện xúc động, cũng trong ngày trọng đại này, Quang Hải, Chu Thanh Huyền đã hạnh phúc thông báo chuẩn bị đón con trai đầu lòng. Cả hai thực hiện công bố bí mật thông qua một chiếc hộp đặt trong khuôn viên buổi lễ, khi mở ra là những bong bóng màu xanh có chữ WH Boy. Ngay sau khi thông tin này xuất hiện trên mạng xã hội, nhiều người đã soi ra vợ chồng Quang Hải sai lỗi tiếng Anh cơ bản trong dòng chữ nói trên. Theo ý kiến của nhiều người, cụm từ WH Boy không đúng ngữ pháp, đáng lẽ phải sử dụng WH A Boy hoặc có thể là IT A Boy. Cư dân mạng am hiểu tiếng Anh cho rằng trong trường hợp này không thể dùng quá khứ H của Hap được. Cư dân mạng cũng đặt câu hỏi, với lỗi sai tiếng Anh cơ bản nói trên, không biết đơn vị lên kế hoạch tiệc cưới nào đã thực hiện cho Quang Hải và Chu Thanh Huyền, hay cặp đôi tự lên ý tưởng như vậy. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến khác cho rằng, trong ngày trọng đại của cặp đôi, việc xảy ra sơ sót cũng là điều dễ hiểu. Do đó, thay vì xét nét hay bắt lỗi, chúng ta nên hoan hỉ bỏ qua và dành thời gian để chúc phúc cho cặp đôi vừa hoàn thành ngày trọng đại vừa chuẩn bị đón con đầu lòng.